Vâng, xin chào bác đến với kênh Chia Xe Đạp. Bác đang giới thiệu bác một mẫu gian đua road mang model OCR 3003. Và mẫu touring này khá phổ biến, bên em đã review rất nhiều rồi. Thì hôm nay em về được một chiếc nữa màu xanh đen, bên em mới về. Vâng, và bây giờ em xin đánh giá tổng thể chiếc xe. Vâng, xe có tông màu xanh đen. Và cái tông màu này bên em về cũng rất là nhiều. Màu xe là gian đua tổng rốt OCR model 3003 chính hãng gian. Xe làm từ hợp kim nhôm alloy kích, có hợp kim nhôm siêu nhẹ độc quyền của dòng gian. Tổng thể chiếc xe thì em đoán nước sơn khoảng ở trên 85%, vì trong quá trình sử dụng và xe đã thường sử dụng thì không thấy khỏi những vết xước sát, nhưng mà tổng thể xe còn vẫn rất là đẹp các bác nhé. Đây mình quay cho các bác xem đây. Những cái vết xước nhỏ trên khung xe nhưng mà không ảnh hưởng đến xe cả. Xe vẫn còn nguyên bản, theo xe, đồ đạc nguyên bản. Và đây là vết xăng chính hãng của dòng gian. Các bác nào có thể lên trên mạng để tham khảo thêm. Đây là một mẫu gian tầm trung cấp OCR 3003. Và xe lần này về là size M. Thì các bác cao từ 1m65 đổ lên, 1m65 đến trên 1m7. Lần này em về được chiếc dòng gian OCR với size M. Bình thường thì em hầu như về toàn size S không nhá. Các bác nào cao 1m65 thì đây là một mẫu xe lý tưởng cho các bác đi. Càng nhôm càng còn vẫn rất là đẹp. Ghi đông cổ Ford chính hãng của gian. Đây các bác thấy rõ ghi đông cổ Ford chính hãng nguyên bản theo xe của gian. Xe được sử dụng với cấu hình Shimano Clarif. Bên tay trái em và bên tay phải em cũng là tay lắc Shimano Clarif. Phanh 3 mảnh nguyên bản theo xe. Xe được trang bị với vành cặp nguyên bản chính hãng của gian. Đây có thể thấy rõ đấy. Vành nguyên bản theo xe cũng còn chính hãng gian. Vành hai lớp, vành nhôm hai lớp chính hãng nguyên bản theo xe của gian. Kích thước lốp 700x23C. Tất cả đồ đạc của xe là nguyên bản cho xe. Tổng thể xe em đánh giá là trên 85%. Và cái mẫu dòng gian OCR này khá thích hợp các bác đi xe với tốc độ tầm trung vừa phải, hoặc là mới bác mới đi xe. Đây cũng là mẫu dòng gian khá thích hợp các bác. Cọc yên chính hãng của gian, yên gian chính hãng. Phủ đề Shimano Clarif, trang bị với 8 tầng lip, 2 đĩa của xe 16 độ. Đây là mẫu gian OCR model 3003, màu xanh đen. Và đằng sau cũng là cặp Mayer vành nguyên cặp của chính hãng gian. Vành của chính hãng gian nguyên bản tháo xe. Và xe còn hơi bật bụi, em chưa có lau chùi qua đâu. Bác mua xe về có thể đánh rửa lau chùi. Và bây giờ em đi chi tiết hoạt động của xe. Và bây giờ đi chi tiết hoạt động của xe đây. Lên lip chuyển động rất là mượt. Và hầu như cấu hình xe Shimano Clarif này rất là êm và nhẹ nhàng các bác nhé. Xuống lip rất là dễ dàng sử dụng, các bác xe là mới đi xuống lip. Với từng đĩa đây, hai đĩa
xuống đĩa lên đĩa. Rồi. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc gian OCR 3.300. Giá tốt bên em là 6.500.000 khoảng. Bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký theo kênh. Bọn hẹn các bác vào chiếc ngày mai.